the cosmic gun. I feel alive. Anywhere, anyway, I will love you. I will love you. We rule the world, just you and I. Anywhere, anyway, I will love you. I will love you. We rule the world, just you and I. Just let me tell, we walk the line. But now things go wrong, I'll take a shot for you. Tiếng súng. Những phòng bất giả sắp tốt rồi. Và tỷ số là 2-0 dành cho cao thủ của Cát Tường. Lần này đó là cú của Lê Đông. Một tấn công rất nhịp nhàng của cao thủ áo xanh và tạo ra được khoảng trống bên vòng về phía bên thành của cao thủ Tiger. Đường chuyền dài, cơ hội. Đó là nỗ lực ghi điểm dành cho Trần Bừng. Tuy nhiên anh đã không vượt qua được cú đánh của mình. Đó là cú về đường chuyền số 36 của các người dân cảm. Và lại có bàn thắng nữa dành cho cao thủ các người. Hát chết cho Lê Đồng. Bộ đội của cùng với người chủ phương tiện bên phía cầu thủ áo xanh. Đó là 2-0. Cơ hội. Giờ thì bàn thắng đã được đến dành cho cao thủ Tiger. Có tình huống ra trận của cầu thủ số 9 Khang Nhỏ. Giờ là sức gắn quân 1-3. Một sự đầu tốt của cao thủ Tiger khi chính họ là người đã có tình huống áp sát và dứt điểm về phía thành của công viên từ phía các tuổi. Và ở cơ hội thứ hai, số 9 Khang Nhỏ đã thành công để rút ngắn khoảng cách. Khang Nhỏ là cú ra trận nữa, không vào. Bàn thắng đã đến rất gần đối với cao thủ Tiger một lần nữa. Tuy nhiên lần này thì họ đã xảy chân hơi tiếc. Cơ hội chân mừng và rất nhẹ nhàng, tỷ số rút ngắn còn 2-3. Một đường chuyền thẳng vào trung lộ của các thủ Tiger. Sau khi ghi bàn thì Trần Văn cũng đã ăn mừng một cách rất ấn tượng. Bằng điều xứng đáng dành cho những nỗ lực của các thủ áo hồng trong trận đấu này. Đến những hiệu đấu đầu tiên, nó là hiệu của cao thủ Cát Tường. Vĩnh Đô, tốc độ của Vĩnh Đô chỉ có với số 9, cơ hội không vào. Dứt điểm chân trái của Vĩnh Đô đưa bóng thành ra ngoài. Nguy hiểm, và đó là tình huống mà số 11 Linh Đen đã phản ứng nhà. Anh đã vào bóng nhưng khiến cho lưới của đội nhà bị rung lên. Tỷ số được tạo ra là 4-2 cho cao thủ Cát Tường. Trong bối cảnh mà hệ thống tấn công đang cố gắng đưa trận đấu trở về trận đánh cân bằng thì hệ thống công nghệ của cao thủ Tiger rất đáng tiếc. Đáng thêm tặng cho đối phương một món quà. Tiến Dũng vẫn còn sút xa, bóng vượt tiền đến sang ngang. Khi ba bên sang Hoa Sĩ,
giờ là phản công nhanh cho cao thủ bên phía Cát Tường. Xử lý rất nhẹ nhàng nhưng có bàn thắng thứ 5 của Cát Tường. Đó là bàn thắng của Kimpembe. Đó là bàn thắng của thủ áo số 22 bên phía Cát Tường. Và tất nhiên cầu thủ áo xanh đã vượt lên một lần nữa, nới rộng khoảng cách. Tiếng súng. Pha bóng rất đắn đo, tỷ số là 6-2. Đây đây là phần ghi bàn của tiếng súng. Sẽ làm dịu là phá góc bên trái dành cho Vinh Đô và các đồng đội. Và đúng này trọng tài cũng đã thổi còi để khép lại trận cầu của cao thủ Cát Tường và Tiger. Tỷ số chung cuộc là 6-2 nghiêng về cao thủ Cát Tường. Cảm ơn đội bóng đã mang đến trận cầu nhiều bàn thắng trong buổi sáng hôm nay và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vài phút nữa.